video trước, Ngọc Thúy đã chia sẻ với các bạn món canh chua cá. Vậy thì trong cuốn video này, Ngọc Thúy lại xin được tiếp tục chia sẻ với các bạn món cá kho tộ. Món cá kho tộ là một món ăn rất là dễ ăn mà tất cả các người Việt chúng ta ai cũng đều yêu thích. Nó cũng tương tự như món thịt kho vậy, phải không các bạn? Vậy bây giờ xin mời các bạn hãy vào bếp và cùng cúc món cá kho tộ với Ngọc Thúy nhé. Bây giờ gia vị làm cá kho tộ thì hồi nãy mình đã rửa cá sạch rồi đó, mình có 4 cái tép 4 khứa cá này nha các bạn. Thì Thúy sẽ cắt hành lá đó quý vị. Cái cá kho tộ thì mình cần nhiều hành lá nó thơm, Thúy cắt nó hơi nhiều thì mình dư thì mình sẽ làm để giờ mình nấu, lát nữa mình nấu canh chua hoặc là mình nấu canh gì mình bỏ vô. Nhưng mà đây là sẵn cắt luôn 1 cây, 2 cây, 3 cây hành lá, nó hơi nhiều ha. Rồi ngoài ra mình cũng còn có hành tím nè, hành tây tím nè, và tỏi thì Thúy cũng đã xay nhuyễn luôn. Rồi bây giờ mình phải cắt ớt nữa nha các bạn, phải có ớt vô nữa nó mới ngon. Cá thì mình cần rất nhiều ớt và tiêu. Rồi đây là cách mình ướp cá nè, thì Thúy sẽ cắt ba cái trái ớt nè bỏ vô. Trái ớt hơi nhiều sợ con mình ăn không được, cứ bỏ bớt lại 2 trái thôi ha. Thôi Thúy đã cắt 2 trái ớt bỏ vô đây nè. Xong rồi các bạn bỏ cho mình khoảng một muỗng cà phê nhỏ tỏi xay nha các bạn. Một tablespoon đường. Một teaspoon tiêu. Một ít hành lá. Một teaspoon bột nêm. Bột nêm gà đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn ướp xong rồi các bạn để đây khoảng chừng 5 phút các bạn đừng lo. Mình ướp với đường là để cho cái thịt cá nó săn lại và lát nữa nó lên màu rất là đẹp. Xong rồi mình mới pha tới cái thành phần nước mắm rồi mình mới ướp. Mình mới ướp và các bạn đừng có ướp nước mắm liền cùng với cá thì nó sẽ ra cái chất nhớt của con cá. Nó không có thơm bằng các bạn ướp đường trước khoảng cỡ chừng 5 phút sau, khoảng 10 phút sau thì các bạn hẳn ướp với lại nước mắm. Mà sau khi các bạn ướp nước mắm rồi thì các bạn bỏ lên kho liền. Rồi bây giờ mình để đây mình ướp khoảng cỡ chừng 5 phút. Rồi bây giờ cá của mình đã ướp được cỡ hơn 5 phút rồi. Bây giờ mình bắt đầu thì mình sẽ ướp với lại nước mắm và mình sẽ mang ra mình ngoài mình kho ha. Thì các bạn cho mình khoảng ít hơn nửa muỗng muối nha các bạn, tại vì mình ướp với nước mắm không rồi nó sẽ không có đủ độ mặn đó. Xong rồi các bạn sẽ cho mình thêm một chút xíu nửa muỗng tablespoon đường nữa. Rồi các bạn sẽ đổ cho mình một nè, 5 tablespoon nước mắm ha các bạn. Rồi lúc này thì các bạn bỏ cho mình thêm hết hành tây và cái cọng thêm hành lá nha, hành lá mà cái cọng đuôi đó, và các bạn thêm một ít tỏi nữa. Và mình sẽ bắt đầu mình trộn lên mình ướp. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình trộn lên nè. Thơm luôn á.
một lát nữa thì mình sẽ thắm nước đường và mình sẽ bỏ vô nồi và mình nấu. Rồi các bạn thấy sao, ngon không? Thơm quá. Hôm nay chia sẻ với các bạn thêm một cái nồi để mình có thể làm cá kho tộ. Đó là cái nồi này là cái nồi gang rất là nặng. Cái nồi gang này của Mỹ nè các bạn. Nhưng mà mình kho cá, kho thịt, kho quẹt rất là ngon. Nồi này nó rất là nặng và nó dày mà mình có thể đúc lò được luôn. Kho cá nó thơm không thua kém gì nồi kho đất của Việt Nam hết nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái nồi này để mình kho cá cho các bạn coi nè. Và để thắng nước đường thì mình có 100 gram mỡ nha. Mình đã cắt nhỏ rồi thì mình sẽ bỏ vô đây nè. Và mình đi ra mình thắng mỡ và mình thắng thành nước đường để mình kho cá. Rồi bây giờ mình đi ra, tại vì mình kho cá kho mình muốn kho ở ngoài thôi, mình kho ở trong nhà nó sẽ rất là hôi. Đây là bây giờ mình bắt đầu mình kho cá nha. Bây giờ mình lấy cái nồi này là cái nồi gang nè đó, thì bỏ một khoảng cỡ 100 gram mỡ vô để mình thắng mỡ. Thì khi thắng mỡ đó thì các bạn để nhớ để rửa riu riu cho mình ha, không cần phải để lửa cao, các bạn cứ để lửa riu riu để cho thắng mỡ nó thắng ra. Rồi mình sẽ thắng lấy cái mỡ này mình thắng nước đường nha, để mình làm nước màu kho cá đó các bạn. Các bạn thấy mỡ nó ra như vậy nè, nó không cần phải vàng hơn ha các bạn ha, như vậy là được rồi đó. Thì mình sẽ vớt mỡ ra nè, ra mình vớt mỡ ra. Các bạn mới vớt mỡ ra rồi, các bạn bỏ vô cho mình khoảng cỡ chừng 2 thìa đường để mình thắng nước màu ha. Các bạn thắng nước màu thì các bạn để lửa riu riu nhé. Các bạn cứ để cái lửa riu riu vậy để mình thắng nước màu. Tại vì cái nồi này nè nó hơi đen, nó đen nên mình không có thấy, nhưng mà mình múc lên mình thấy như vậy nước màu vậy là đạt rồi nè nha. Các bạn thấy nó đen vậy nè, mình múc lên mình thấy nó nâu nâu vậy là được rồi. Các bạn bỏ rất là nhỏ lửa cho Thúy. Rồi bây giờ thì các bạn gắp cá, các bạn bỏ vô, các bạn gắp cá các bạn bỏ vô. Giống như là nó chiên sơ cái con cá của mình luôn vậy đó, nên rằng là nó cá nó kho cá nó sẽ rất là ngon. Rồi bao nhiêu ca nước này là các bạn đổ vô hết cái nước ướp cá đó. Ngon chưa? Các bạn lấy một cái cốc mỡ nè, các bạn để lên trên cho mình ha. Rồi bỏ hành nữa, hành lá, và các bạn bỏ ớt lên. Bạn kho lửa rất là nhỏ nha, kho lửa riu riu rất là nhỏ. Các bạn bỏ chút xíu nước vô cho mình và các bạn cứ việc kho lửa riu riu như vậy. Khi các bạn kho thì các bạn không có đậy nắp, các bạn cứ việc kho lửa riu riu như vậy cho mình nhé. Rồi đây bây giờ cái nồi thịt kho của mình nó sôi sôi, nó cũng gần sắp cạn rồi đó các bạn. Bây giờ mình bỏ một miếng bột ngọt vô ha. Rồi mình cứ để lửa riu riu ha các bạn, để lửa riu riu cho cái nước thịt kho này
nó kẹo lại là được thôi. Rồi bây giờ cái thịt kho của mình đó, nó đã gần cạn rồi đó các bạn ơi. Bây giờ thì bỏ thêm một ít hành nữa nha, nhiều hành cho nó. Wow, thơm ngon quá trời luôn. Xong rồi đó các bạn có thấy ngon không? Ngọc Thúy hy vọng rằng tất cả các bạn cúc và đều được thành công và mang những món ăn thật ngon cho gia đình trong những ngày hè nóng nực này nhé. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Nếu các bạn yêu thích kênh A Beautiful Life with Alice của mình thì xin các bạn hãy nhấn subscribe, like và share cho mình nhé. Cảm ơn các bạn thật nhiều và chúc các bạn một ngày vui. Bye bye.